180 triệu. Đẹp quá nhờ. Cây mai rất là khủng. Cây này khoảng bao nhiêu năm rồi anh nhờ? Kia cây này đẹp nhờ. Không này nó có nhẹ. Thơm. Bạn Sương thử ngửi xem. Đây là sẽ thấy mùi thơm nhẹ nhẹ. Đấy, cây này trả giá tiền tỷ nhưng mà chưa bán. Đấy, bạn Sương đứng ở bên đấy. Cái thế đẹp, cái thế đẹp quá cả nhà. Chụp một thế kiểu cây ảnh. Này đẹp lắm. Đây, chụp kiểu ảnh đấy. Đây, chào hai mẹ con nhá. Có nhỉ? Không, không có nhiều đồ đúng không? Rồi, quần áo đẹp quá nhỉ. Chào Bảo Hân nhá. Bảo Hân có bộ đồ đẹp thế. Rồi đưa cho mình à. Xin chào các bạn đã trở lại với video tiếp theo của Tú nhá. Sau khi mà đón hai mẹ con bạn Sương xong thì bây giờ mình đang có mặt tại thành phố Huế. Sau lưng là dòng sông Hương rất là thơ mộng và đẹp. Đấy. Xa kia là cầu Trường Tiền. Sương nào nhìn thấy cái view này đẹp không? Dạ đẹp. Đấy, bên ngoài đây thì đang có những cái chiếc thuyền ấy mà người ta sẽ là đi tham quan ngắm bên dòng sông Hương. Ở đây thì mình có thể nhìn sang bên trung tâm của thành phố Huế. Phía bên kia. Và đây là cầu Trường Tiền thì mình cũng đã quay trên kênh xe đầu kéo Vlog nhiều lần rồi. Đấy. Hôm nay thì Tú là vừa đưa mẹ con bạn Sương đi tham quan ở trong chợ Đông Ba và mua tặng cho hai mẹ con là hai cái nón. Đây là chiếc nón của Bảo Hân. Nó có hình đây như kiểu là chùa Thiên Mụ này. Đấy, rồi các cô gái đang cấy lúa. Đấy, còn bạn Sương thì có gọi là hình cô gái áo tím. Cô gái áo tím. Tìm người con gái áo tím mộng mơ đấy. Đang chèo đò này chắc là chèo ở đây này. Hôm nay thì mình sẽ tức là đưa bạn Sương về Quảng Trị, thì trên đường đi về Quảng Trị thì ghé Huế thì mình sẽ đi tham quan về cái chợ hoa ở Huế. Xem là không khí ở Huế như thế nào. Thế mẹ con bạn Sương là về có được lâu không nhỉ? Bây giờ mình vừa đi mình vừa chia sẻ luôn nhỉ? Em về được 10 ngày. 10 ngày à? Dạ. Nhưng mà là... Huế đẹp dễ sợ lắm. Đẹp không? Đẹp. Ôi trời, rơi cả nón luôn nè. Đẹp, đẹp rơi cả nón luôn. Đây đây, đội này đi là mình cầm này. Trong này là sẽ có một cái khu người ta đang làm gọi là gian hàng hội chợ về hoa mai rất là đẹp. Cho nên là mình dừng chân ở đây. Thực ra là ngày đến ngày hôm nay mình mới biết là ở Huế có một giống hoa rất là quý luôn nhá. Hoa mai quý luôn. Hoa mai quý đúng rồi. Gọi là Hoàng Mai Huế. Đến lần này đi qua Huế thì mình mới nghe những cái thông tin đấy, mình vẫn biết mới biết được ấy. Dạ. Hoàng Mai hả? Hoàng Mai Huế. Đây. Hiện tại giờ là mình đang nhờ cháu Bảo Hân quay cho. Thì tí nữa mình sẽ quay cho các bạn. Bảo Hân quay mà có rung máy thì cả nhà thông cảm nhé. Đưa chú cầm cái điện thoại cho nào. Cầm hai tay cho chắc nào. Đây là giống Hoàng Mai Huế các bạn ạ. Nhìn những cây này đẹp quá nhỉ. Đây này. Người ta làm cái tạo cái thế đẹp quá. Dùng cái này là bà Hân có cái gốc à? Cái gốc này. Cái này bộ gốc là đẹp người ta tạo hình giống như là cái cổ thụ anh hả? À đây này. Ở đây là có cả đề số điện thoại để bán ở đây. À đây. Gọi và đây. Mình có nghe là có những cái cây khủng trị giá tiền tỷ luôn nhá, Sương nhá. Yeah. Nhưng mà không biết là nằm ở vị trí nào thì bây giờ mình sẽ đi khám phá tiếp. Ui, cây kia kìa, đẹp kia kìa. Đây này. Wow. Cây này cũng đẹp này, nhưng mà cây này này, cái bộ gốc nó khủng này. Anh à, nhà em hồi xưa, đẹp ý. Đây này cả nhà nhìn này. Thế là hoa như Sương nói thì đây gọi là hoa mai. Hoa mai đơn. Đơn à, dạ. Còn 5 cánh à? 5 cánh mà khi nào mà nó nở được, năm nào mà nó nở được 6 cánh á, mình để mà được 6 cánh là ra cái hoa đầu tiên là mình ăn làm ăn được lắm á. À. Đây mời các bạn sang xem cái cây tiếp theo. Cái bộ gốc này cũng rất là khủng, cái cây này cũng phải tầm là trên 35 rồi đấy nhá. Nhìn đẹp quá nhờ, cây này thì đang ra rất là nhiều hoa luôn. Đây là còn đang những cái nụ này thì từ giờ đến Tết nữa là sẽ nở ra. Tôi rất là gốc đẹp. Nhà cả nhà nhìn cái gốc. Nhìn gốc khủng quá nhờ. Người ta tạo cái thế đẹp ấy. Lên cái gốc này, Hân quay lên cái gốc. Ôi trời ơi, đẹp quá. Đó, quá là đẹp. Đây là phía bên này thì có những cái cây bonsai nhỏ hơn chút nữa. Nhỏ hơn sang chút. Đây tham quan chút này.
À, cây này thì đang hơi ít hoa chút nhỉ? Yeah. Nhưng mà bonsai là vậy thôi anh. Nếu mà bonsai mà hoa nhiều là không đẹp đâu. Sao lại họ đề có số 500 đây à? Cây này 500 ngàn. Phải không? Không biết được. Chắc phải hơn chứ. Tại vì cây này người ta bán nhiều tiền lắm. 1380 hay là 1.380.000. Có khả năng thế thôi Sương ạ. Vậy hả? Ừ. Đây bây giờ mình đi hướng bên kia gọi là rất là nhiều mai nữa nha các bạn. Đây chỉ là cái bước mở đầu này. Bự này. Còn đây mới gọi là bạt ngàn nhá. Nhưng mà trên này mà mình muốn mua là người ta để cái số điện thoại sẵn rồi chứ không có. À đây 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 có giá luôn này. À. Cây này là giống hoàng mai. À, có giá 28 triệu. Đó. Đây là có số điện thoại của chủ nhân ở đây. Ừ. Đấy. Đẹp quá hả? Bây giờ mình sẽ sang cái cây tiếp theo đây thì không thấy đề giá nhá. Thì mình sẽ lướt qua thôi tìm những cái cây nào có đề giá. Thực ra nó đẹp là đẹp ở cái gốc cây và đúng cái rồi, cách xưa mà người ta tạo dáng này. Đây 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 đây, cây này là 58 triệu thì phải. À. 58 triệu đúng rồi, chính xác này. Và tiếp đẹp theo là cây này là có giá là 120 triệu. Ủa sao đây này có hai cái thẻ luôn hay là cái gốc riêng và cái cành riêng vậy trời? Không, đây là cái này là người ta đề đây là Hoàng Mai Huế, hương sắc cố đô, hội Hoàng Mai Huế. Hôm nay là người ta trưng bày kiểu là cái hội chợ ấy. 120 triệu. Đấy. Rồi tiếp theo. Bây giờ mình sẽ đi truy tìm xem mà ở đây có cây nào khủng nhá. Cây này cũng đẹp quá nhờ. Cây này đang tạo dáng này. Cây này cũng 120 triệu nhá cả nhà. Cái này mới đẹp nè. Cây này nó rất là đều nhá cả nhà. Giờ vào đây cây nào cũng đẹp. Cây này thì có giá là 38 triệu. Đấy. Còn cây này 28 triệu. Đây là giống mai rất là quý đấy. Hoàng mai. Ừ, hoàng mai. Đây, anh này chắc là anh tỉa hàng ngày đấy này. Anh cắt tỉa luôn cả từ những cái rễ này. Anh em ơi, chào anh nhá. Em chào anh nhá. Anh là nghệ nhân hả anh? Dạ. Đây này, cây này là 25 triệu. Đây là nghệ nhân đây cả nhà, nghệ nhân mới tạo ra được mấy cái này. Yêu nó lắm mới làm được đấy. Là nhà mình làm được bao nhiêu năm rồi anh? Bao nhiêu năm? Dạ. Nhà anh là làm mai, trồng mai bao nhiêu năm rồi? Hai đời à? Đời trước là đời bố anh nữa. Đây là ôm trong cái đá này đấy nhỉ. Cầu kỳ nhỉ. Đẹp ghê. Đẹp quá. Đây là toàn bộ bên này là của mình là theo hàng đây anh. Cảm ơn. À thế à, em cảm ơn. Đây có cây nào vài tỷ không anh? Phía đâu kia? À trên kia hả? Thế mình cứ từ em từ. Cảm ơn anh nhé. Dạ. Rồi. Cây này là 160 triệu. Đây nha các bạn, cây này 160 triệu. Những cây nhỏ nhỏ thôi, bây giờ mình chỉ có lướt qua thôi. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái cây tiền tỷ xem mà nó nhà em trước là thế nào. Ở quê em trước có cây mai to như vậy á, nhưng mà sau lại lụt nó chết rồi. Hôm nay là thực sự là mình được mở rộng tầm mắt. Trước giờ chỉ nghĩ là ở miền Tây với lại khu khu Bình Định ấy, với gọi là nhiều mai đẹp thôi. Cây này 22 triệu. Cây kia cũng đẹp. Nhưng mà đây này, cái cây này có bộ chậu khủng quá này. Cây này 180 triệu. Em đang quay chia sẻ lên YouTube tí anh ạ. 180 triệu. Đẹp quá nhỉ. Đây số điện thoại bên này luôn các bạn nhé. 0906 404 974 nhá. Cây mai rất là khủng. Cây này khoảng bao nhiêu năm rồi anh nhỉ? 65 á. Lâu rồi á. Cái đầu cái thân nó bự khủng thế mà. Đây giờ mình đi về thật hướng bên này thì, đi. Thật ra thì những cái chậu mai này thì nó phù hợp với những cái biệt phủ, biệt thự, gọi là siêu biệt thự rồi. Còn như nhà em Sương thì chỉ cần cây này là được này đó. Cây này là được rồi này. Cây này bây giờ đang chưa có hoa. 15 triệu, được. Bao nhiêu? 15 triệu. 15 triệu à? Cây này có 6 triệu rưỡi này, rất là hợp lý này. Nhưng mà ở Huế em thấy là hình như là mai. Chắc hỏi anh này này, anh bán hoa hả anh? Cây này đẹp đấy nhỉ? Cho em hỏi cái là ở Huế em thấy cái hoa mai toàn đa số là mai kép này, không phải cái mai mà nó nhiều cánh hơn. Nhiều cánh này là nó cũng thơm. À cái này có vị thơm mà anh? Vâng, cái này hương. À giống hoàng mai của Huế là có cái mùi thơm nhé bạn, mùi thơm nhẹ. Đây là à thế ạ? Ừ. Ừ, đúng rồi. Buổi sáng là vâng. Thơm á. Sáng thơm mà. Sáng thơm à. Em cảm ơn anh nhá. Đây là thơm cây này nhìn thấy đẹp đấy nhỉ. Mình nghe thơm là mình phải hửi thơm thật đấy. Cây này có giá là 8 triệu rưỡi này nhưng mà nhìn cái thế này là uống. Có số điện thoại cầu kỳ. Đây đây có số điện thoại nè. 0763578469. Hoàng Mai Huế nha các bạn. Mình đây xếp mình sang bên kia đi. Anh? Mình có xếp tận nhà không? Có. Dạ. Móng đây là có cây ớt này. À cái này thơm lắm nè. Cây này là ngọc quế. Ngọc quế à? Nhà em có một cây thơm lắm. Nguyệt quế. Nguyệt quế à? Cây nguyệt quế. Hồi xưa là
nhà vua người ta lấy cái thân này này. Vâng. Nó làm đũa. Để làm đũa. Để biết làm gì. Ăn cho thơm. Thử độc. Thử độc à? À giống như. À. Cần của vua là ăn. Vâng. Khi mà chọc đũa của họ biết. Ngày xưa là nhà vua là dùng cái cây này. À. Vâng. Vâng. Làm đũa nha các bạn, làm đũa để thử độc. Thế Bảo Hân thấy có hay không? Nay đi là khám phá vừa. Nhà em có một cây rất cổng mà nó thơm lắm. Tôi mai rồi còn đang khám phá được những cái cây cũng rất là hay. Cây này chắc là về trồng để làm giống ấy, trồng nhà. Sương thích à? Cây này bao nhiêu tiền không, anh? Nhà em có à, thế à? Em nói là nó thơm. Cây này anh bán như này thì bao nhiêu tiền đây? Vâng, 2 triệu à? Cũng rẻ nhờ. Em cảm ơn anh nhé, quay chia sẻ lên mạng tí nhá. Đi đi tiếp đi. Em cảm ơn anh. Ờ. Ý là cái anh làm đũa. Bác nói là lấy cái đũa để thử độc. Ví dụ như ai mà đầu độc vua là thử ngay luôn. Bên kia là rất là nhiều cây khủng này bạn Sương này. Ồ, qua bên này mới tiền tỷ này cả nhà. Thật ra đi chia sẻ thôi chứ bây giờ đâu có tiền mua mấy cây này đâu. Cái này dành cho những người gọi là siêu giàu trong tay ấy, có siêu giàu mấy trăm tỷ hay là phải có nghìn tỷ mới chơi những đúng cái rồi. Cây khủng như này ấy. Còn Sương với Tú là đi ngắm thôi. Đây là chi hội Hoàng Mai thị xã Hương Thủy. Chi hội Hoàng Mai nha bạn. Của thị xã Hương Thủy. Cây này mình chưa thấy đề giá. Cây này cũng khủng, cũng phải tiền. Cây này tiền. Nở mất rồi ha. Tiền mình dự đoán phải cũng phải tiền mấy trăm ấy chứ. Cái gốc to cái. Bên này không thấy đề giá. Cây này cũng to này cả nhà. Ô cái này đẹp này. Cây này đẹp thế nhỉ? Ui giời ơi. Nói chung là cứ thấy gốc to với nhiều nhánh với lại nhiều hoa là đẹp. Nhưng mà cái thế người ta tạo là từ rất là lâu ấy bạn Sương. Yeah. Mới được cái thế như này ấy. Chứ không phải là đơn giản là qua 1, 2 năm hay là mấy năm mà tạo được đâu. Yeah. Có khi là lối từ đời cha đến đời con rồi ấy. Tức là chơi bây giờ chơi mai này thì này người ta trồng theo hệ là gọi cây nào cũng đẹp hết là con gọi là theo hệ mà cha truyền con nối rồi. Yeah. Sưu tầm rồi. Cũng không thấy đề giá, chủ yếu là bên kia thôi. Đó là bên kia thôi. Cây này đẹp nhỉ? Thì không để giá. Nó có hẹn. Thơm. Bạn Sương thử gửi xem. Đây là sẽ thấy mùi thơm nhẹ nhẹ. Ừ. Đúng không? Ừ. Nhưng mà người ta nói là buổi sáng sẽ là có vị thơm hơn. Giống như cây mà này mà đánh trắng mà mình hửi đó là buổi chiều nó rất là thơm nha cả nhà. Những cây này rất là khủng nhưng mà ở đây là không có để giá nha các bạn. Bây giờ mình đang truy tìm cây tiền tỷ không biết là làm ở đâu. Ở đây có gốc này lạ nè. Anh đây này đó này, lạ nè. Ừ. Đó, cái này mới là gọi là cổ thụ nè. Ừ, cái này cũng lâu năm rồi. Ừ. Hồi xưa mà quê của Sương á, mà muốn mà có cái cây cần mai cắm trong nhà là nhà mình có gốc mai là cứ cưa từng nhánh bán. À. Bán 100.000 để lấy cái tiền nó đi mua đồ Tết, sắm Tết cho con. Thì nhiều lúc cây mai to lắm nhưng mà cứ cưa từng nhánh bán này nha. Ừ. Đó là quê lao động nghèo á, thì thường là sẽ như thế. Thế là cây khủng mà tiền tỷ là cây nào không biết bây giờ không thấy đề giá đây ấy. Cưa một nhánh bán là tầm 100.000, 200.000 gì đó. Đây cây này đẹp nữa. Ủa, này. Cây này đẹp đó. Thế nhỉ? Trời ơi, nhìn hoa này. Cây này cũng khéo lại tiền quá nhiều hoa nhá. Luôn nhỉ? Không, cái này phải mấy trăm triệu trở lên. Ủa, cái này nở nhiều quá nhỉ? Trùng nữa này. Thế? Úng sùng hoa. Cây này như này tầm bao nhiêu tiền hả bác? Bác cũng không biết à, bác đi xem à? Tôi đi xem. Đây Bảo Hân ơi, quay. Ở đây thấy nói có cây tiền tỷ nó nằm ở chỗ nào ấy. Có tí xíu nữa Bảo Hân mà thích là chụp hình là hồi xíu chụp cho cái hình ở cây này này. Đúng đấy nhỉ. À, đẹp toàn quá. Cây khủng. Mình chưa thấy chủ vườn đâu để mà hỏi. Thật ra thì người ta đề sơn thả đấy, ai cần thì cứ gọi hỏi chứ cái cây này có rinh đi được đâu. Hả? Có ai... Nhiều lắm các bạn ơi, bạt ngàn luôn. Hoàng Mai. À cái này là người ta có cái hội luôn anh Tú. Đúng rồi. Hội Hoàng Mai Huế đấy. Cho người ta ngắm này có trải thảm mà luôn. Này. Đây là theo phường nữa này, phường Phú Thượng này. Đây mình đi đi. Mình tranh thủ đi sang những cái hướng bên này để xem có cây nào to hơn khủng hơn nữa không nào. Cây trời này không nắng nhưng hơn. Mà nó cũng ôm u nha cả nhà. Cho các bác chụp. Cây này đẹp quá bác ơi. Cây nào cũng đẹp. Vâng. Cây nào cũng đẹp. Nhưng mà mình chưa tìm ra được cái cây tiền tỷ ha. Hay là cái cây ngoài kia. Cái cây ngoài kia không phải đâu. Cây nó không thể tỷ được. Em nghĩ là cái cây hồi nãy á. Cái cây mà đầu kia đấy á. Cái này 330 triệu à? Đây có đề rồi đây này. À không phải, mã số. Mã số để đọc về.
Thì khi nào có số triệu chờ đằng sau ấy. Nhưng mà công nhận mấy anh mà tạo được cái này là nghệ nhân đấy nhỉ. Công nhận. Sao có thể làm được như thế này nhỉ, hay nhỉ. Thế? Anh chia sẻ tí coi. Sao mà có thể... Mỗi người thì mỗi sở thích, mỗi vóc dạng đấy. Vâng. Nhưng mà em thấy nhà giống như là ở Huế là đa số là người ta rất là giỏi về cái nghệ thuật anh ạ. Ví dụ như là làm những cái tạc tượng này, tạc tượng là cũng là đẹp này, hoặc là mấy cái cây cảnh bonsai này anh Tú. Tràm trổ. Tràm trổ đúng rồi đó, đó điêu khắc. Cây đắt nhất ở trong hội chợ năm nay là cây nào anh? Dạ, cây đang đặt giải vàng, không phải chúng ta đi đỏ đâu kia. À đầu kia là cây đấy là bao nhiêu tiền đấy ạ? Chưa bán à? Ước chừng khoảng bao nhiêu tiền? Tiền tỷ rồi à? Là nằm ở chỗ cái cái chỗ gì mặc áo dài đó. À mấy cô mặc áo dài đấy đang chụp ảnh đấy à? À thế là cái cây mà Sương bảo là hãy chụp ảnh ở đấy đấy. À đó đó, em nói đó. À cây khủng nhất đây à? Nhưng mà anh, nhưng mà người ta trả giá mà không bán à? Hay là đây là vườn nhà anh đây hết đây à? À một cây đây à? Đây là của nhà người khác. À cho một cây. À mỗi người là đại diện 1 đến 2 cây à? Vâng, em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh nha. Chúc anh là bán được nhiều nhiều hoa này nha. Đấy là đây là hội thi các bạn ạ, nên là chia sẻ là cái cây là tiền tỷ kìa. Ừ, tí nữa mình lại đấy mình sẽ xem chi tiết vì sao nó là tiền tỷ nhá. Đây là cây này được bảo tồn này, cây hoàng mai Huế, cây hoa mai vàng Huế, cây bảo tồn số 15 thuộc quần thể 100 cây mai vàng cổ được đề xuất công nhận kỷ lục Guinness Việt Nam nha các bạn. Đây là thuộc cây mai vàng cổ ấy. Cây này cũng có giá trị là lớn đấy, thì được bảo tồn đấy. Nó phải đơn giản đâu. Đấy, còn bây giờ mình sang cây này, cây mà cắm biển như thế này là cây giá trị của nó rất là lớn. Đấy. Yeah. Nhiều lắm các bạn ạ. Bạt ngàn luôn. Cái này bộ gốc cũng khủng. Bây giờ cây này không dám đoán giá đâu. Đẹp quá. Đây là chỉ có mã số thôi. Chứ không có đề giá. Mình thích nhất là cái cây mai mà xong rồi nó cao như vậy rồi mà còn hoa nó nở đều á. Bây giờ mình lại bên kia xem cái cây tiền tỷ rồi chụp ảnh cho mẹ con nhà bạn Sương đi nhá. Đúng rồi. Đấy. Cây này cũng khủng rồi. Thật ra thì bây giờ Sương mới biết được là giá trị của mai nó nhiều tiền như thế. Khủng quá. Chứ hồi xưa nhà mình có mai mà mình đâu biết là nó có giá trị vậy đâu. Đẹp quá. Chỗ này thì cũng có bán nhưng mà người ta trả giá là nếu mà thích hợp với bán đấy. Đây này, cái cây cây tiền tỷ là cây này này. Nhìn thế thôi mà tiền tỷ nhỉ. Mình cũng không nghĩ tới nhưng mà là nó đẹp thiệt, cái thế nó đẹp đắt thế này nhỉ. Đúng không? Ừ. Đấy, cây này trả giá tiền tỷ nhưng mà chưa bán. Đấy bạn Sương đứng ở bên đấy. Cái thế đẹp, cái thế đẹp quá rồi nha. Chụp một kiểu ảnh. Đẹp lắm. Đây chụp kiểu ảnh đi. Đây cho Bảo Hân vào nhá để chú chụp cho kiểu ảnh này. Đấy, hôm nay đẹp. Các bạn sẽ thấy là Bảo Hân có bộ váy bộ áo bà ba rất là đẹp. Hai mẹ con vào luôn đi. Đó. Hoa đẹp này che vậy nó đẹp này. Đúng rồi, ôm nón ở dưới cũng đẹp mà. Đấy như thế. Rồi. Rồi. Đội nón lên. Đúng là đứng ở đây chụp ảnh bao đẹp luôn. Đẹp không? Đẹp lắm. Lại một kiểu nữa nha. Kiểu kìa, cho Hân chụp mình đi. Rồi rồi, ok. Đó, đó, đó. Đây là mình đang dùng chế độ này vừa quay vừa chụp. Rồi, được rồi. Đấy các bạn ạ. Đây, cây này là quá khủng. Quá đẹp luôn. Khủng thật đấy. Nhìn chứ này. Cây mai đẹp bác nhỉ. Hoa này, chi chít luôn. Cái này mình cũng không phải là người am hiểu nhiều về mai nên cũng không biết là nó đắt ở cái giá trị là về cái thế hay là cái gì ấy. Đẹp quá. Nhưng mà đây là người ta uốn là rất là cầu kỳ. Giống như kiểu là rồng ấy. Biết bao nhiêu con rồng ở đây ấy. Năm nay là năm rồng nữa. Dạ. Mà có một cái đặc biệt là cái cây này nha cả nhà, là hoa người ta nó nở chùm chùm luôn á. À. Không phải là nở riêng lẻ, cả nhà mình thấy không? Hầu như là nó nở chùm này, thấy không? Nè anh Tú nhìn này. Đúng rồi. Chùm chùm không à, đó là cái mà chùm, đặc biệt tại sao mà nó ra tiền tỷ là vậy đó. Nè, một cái nhành như vậy là nó có thể cả chục cái hoa luôn á. Tiền tỷ đẹp. Không bán nha các bạn. Đấy là chỉ biết là tiền tỷ thôi.
quá đặc rồi biệt. Bây giờ là tham quan xong về cái gọi là cái ngày hội Hoàng Mai Huế rồi, thì bây giờ mình sẽ đưa mẹ con bạn Sương đi ra trước kinh thành Huế để tiếp tục mà tham quan một số nơi nữa nhé. Quay có thêm cây này hàng trắng. Quay thêm nữa. Đấy nè, không cái này nó lạ lắm nè. Đây nè, kiểu này là nó bung ra hai bên như một cái cánh á, thấy không? Nhưng mà cây này nó cái lại không ấy, không đều hoa ấy. Chứ nó mà lở đều hoa thì rất là đẹp. Sẽ rất là đẹp luôn. Nhưng giống như cái đuôi công ấy. Đúng rồi, đẹp ha. Cái cây này cực kỳ đẹp nha bà Hanh. Bà Hanh thấy không? Đó, nó như một cánh quạt ấy chứ. Đấy, hai mẹ con lại đứng vào tiếp nữa nè. Lại tiếp nữa. Làm thêm kiểu ảnh nữa nè. Đấy, hai người đứng hai bên rồi. Đấy, Hân cầm nón ở đấy. Rồi, ok. Rồi, em rồi, đẹp rồi. Rồi, cảm ơn anh. Đi thôi. Bây giờ là mình sẽ lên đường để đi tham quan một số chợ hoa khác ở hướng bên này nhé. Đây là gần với lại kinh thành Huế luôn đấy bạn Sương ạ. Thực ra thì ở ngoài miền Bắc, ngoài Sa Pa này kia thì người ta sẽ là chuộng về đào. Nhưng mà riêng là ở trong miền Trung như là Huế hay Quảng Trị thì người ta sẽ chuộng về mai cả nhà. Cho nên là nhìn những gốc mai nào cũng nhìn thấy rất là đẹp luôn. Bảo Hanh mà biết được cái có những cái cây mai mà giá trị như vậy chưa hề nghĩ ra đúng không? Nhiều quá nhở, bạt ngàn luôn. Bây giờ là đi qua cái gì, anh nói cái gì, đi nội thành à? Mình đi tham quan thêm một cái chợ hoa ở Huế nữa bạn Sương ạ. Ngay trước kinh thành Huế luôn. Dạ vâng. Hey, các bạn ơi, bây giờ thì mình quay chia sẻ một chút về đường phố của Huế. Đây là trước kinh thành Huế đây. Mấy ngày này thì ở Huế rất là nhộn nhịp, người đi mua sắm rất là nhiều rồi. Đường xá là kẹt ở đèn đỏ là nhiều đấy. Kinh nhìn thành đẹp quá, đúng rồi. Nhìn đẹp không Sương? Dạ đẹp. Đấy. Cái này kinh thành này là phải mặc áo dài tím nha cả nhà. Mặc áo này cũng đẹp rồi. Xong rồi chụp hình đội nón lá lên. Ở bên này thì có khu chợ hoa. Thì mình sẽ xuống đây tham quan khu chợ hoa một chút, và có điểm gửi xe đây. Đấy, xem mà hôm nay thì giá cả hoa ở Huế là người ta bán ra sao nhé. Bây giờ là Tú đang có mặt ở đây là khu Vân Lâu. Tức là cái lầu này là ngày xưa vua để ngắm cảnh ra sông Hương nhá, cháu Bảo Hân nhá. Và trước kia là cái quảng trường ngọ môn quan là có lá cờ ấy là bên trong rồi đấy. Và bên kia là có những cái diều kìa, rất là to kìa. Bảo Hân đã bao giờ nhìn thấy diều to kia chưa? Chưa nhìn thấy à? Nhiều bé bé hay thẻ rồi. Ở đây là ngay sát đây là tường thành ấy rồi, của kinh thành Huế đấy rồi. Và ở đây thì có một cái khu chợ hoa. Bên ngoài này là khu bến thuyền rồng ấy. Ngày xưa là vua đi để nghe nhã nhạc rồi du ngoạn ngắm cảnh sông Hương. Đấy. À, bây giờ là chú cháu mình đi đến tham quan những chợ hoa đi. Hình như là phải đi lên hướng trên này rồi. Tàu đến khu bán hoa rồi. Đây là rất là nhiều hoa lan. Vườn hoa lan kim long. Trời. Wow. Đẹp quá nhỉ. Ui. Có những chậu từ mini cho đến chậu to luôn. Đẹp quá nhỉ. Bên này có chậu to thế. Đây bạn Sương ơi. Đây là lan này mà 3 triệu này. À 300, xin lỗi nhầm, 300 nha các bạn. Cây này 300. 300 cái chậu như này là bao nhiêu tiền đấy chị? 18 triệu nhá. Quá khủng luôn nhỉ. Cây này 300 à? Cây này là gọi là giống hoa lan gì ấy nhỉ? Hợp lý nhỉ, nhỏ nhắn xinh xắn. Tí nữa mình quay về mình mua nhá. Bây giờ đi quay một vòng tí. À có những cái cây nhìn đẹp nhỉ, làm bằng đồng ấy, dây đồng ấy. Đấy. Bảo Hân thích cây đấy à? Vâng, nhìn mấy màu sao đẹp ấy. Cây đấy 600, cái cây vàng kia đẹp kìa. Mình đã từng xem là họ cuốn trên mạng ấy, họ cuốn bằng đồng rất là cầu kỳ. Đấy. Cái này cũng đẹp lắm nhỉ. Đẹp quá. Đẹp nhỉ. Bây giờ mình đi quay chia sẻ một chút đây, là tí nữa mình về mình sẽ mua cái chậu hoa lan nhỏ nhỏ ấy để ở bàn. Mình thích những cái chậu nhỏ nhỏ ấy. Đây con rồng này cũng bằng dây đồng ra này. À dây nhôm này. Đẹp quá. Xinh quá. Nhìn rất là đẹp. Ôi trời. Đây á. À thế à. Đây này, 4 triệu 7. Chậu này 4 triệu 7 ở đây họ đề giá hết, công khai hết. Đẹp nhỉ. Công khai hết luôn đấy. 15 triệu 800 là cái chậu này.
Hình như chậu này to nhất ở đây rồi này. Thơm quá. Thơm. Đây là khu này toàn hoa lan thôi. Hân thích hoa này không à Hân? Dạ. Nhưng cái này là 1 triệu này, bạn Sương thì thấy chậu nhỏ này là vừa tiền đúng không? Nhưng mà nhà em là trên đất đất thì em không nhập. Hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt á? 4 triệu 3 900. Này 900 này. Đẹp quá vậy. Đẹp nhỉ? Đẹp quá. Đẹp nhỉ? Cái màu nó đúng đẹp luôn. 900. Cái màu dễ thương nhỉ. Bên trong kia 400. Dạ không. Ở đây là họ ghi giá rõ ràng hết nhá. Đây cái chậu này to thế. To hơn đấy. Người con đó. Chậu này chưa thấy để giá. Chắc là tầm đây em đi quay chia sẻ thì nhìn đẹp lắm. Cắm giỏi nhỉ, đẹp nhỉ. Như màu đào ấy. Cái màu đào nó đẹp lắm. Cái màu bên tầng thứ hai từ dưới lên á. Nhìn nó kiểu là sang chảnh đúng không? Lòng. Đây là 12.800.000 chậu này. Ở đây có những cái cây bonsai hoa gì đấy nhỉ? Mà màu đỏ này. Nhìn cứ như hoa nhựa nhỉ, không phải đâu. Hoa thật đấy. Hoa thật á? Ừ. Đây là hoa gì nhỉ? Chậu này 780.000. Cây này cây hoa gì đấy hả chị? Dạ mai đỏ. Mai đỏ à? Dạ mai đỏ. À. Mai đỏ. Đẹp nhỉ? Trời rất là đẹp. Mai nhật. Hoa đào hoa mai ấy nhỉ? Nó có quanh năm luôn á? Dạ chơi quanh năm luôn, nhưng mà ngày thường á là hoa không nhiều mà lại nhiều hơn hoa. À. Dạ Tết là mình làm lá đi là hoa sẽ nhiều. Dạ. Cây này là 780, cây rẻ nhất ở đây là 650. Dạ. Có chứ có chậu 6 là 100.000. À, thế tí em quay lại nhá. Chắc là mình phải mua cây này về mình chơi mình trồng ra luôn đấy. Ủa cái quả sao thấy quả dẻ? Mai nhật à? Quả đấy giống quả lựu. Quả dẻ hả? Giả giả giả. Trời ơi, tưởng thật. Cái này là 6 triệu rưỡi. Cái này đẹp này Sương này nhờ. Bỏ trên những cái gỗ này đẹp nhờ. Trong kia là 12 triệu. Bán bao lì xì. Đây là cúc. Cúc gì à Sương? Cúc kim cương. Cúc kim cương à? Sao lại tên gọi hay nhỉ? Nó có hai loại, loại cúc kim cương và một loại cúc đoá. À thế à? Cúc đoá kim cương. Đoá thì nó mắc hơn cúc kim cương. À. Em bé kìa. Chậu này to nhỉ. Chậu như này bao nhiêu tiền hả bác? 2 triệu rưỡi à? 2 triệu rưỡi. Vâng, một cặp luôn à? Thế cũng hợp lý nhỉ. Ở đây là Bảo Hân thấy không, là cái chợ hoa này là dọc với lại bên bờ sông Hương luôn. Đối diện bên kia là có trường Quốc học Huế. Tí nữa chú sẽ đưa Bảo Hân sang đấy để tham quan cặp rồng ở bên đấy, linh vật của Huế thì rất là đẹp. Còn bây giờ mình đi tiếp đây một chút nhé. Hôm nay mình chịu khó đi muộn muộn một chút mới về đến Quảng Trị. Mua có hai ngắm mấy hoa này không ta? Đấy, đáng ra là ngày Tết các cô gái là đi chụp ảnh Tết như thế này, còn Bảo Hân là đang đi quay vlog. Nóng đúng không? Nhiều hoa nhờ, nhiều hoa cúc nhờ. Hình như là mình chưa thấy cái chỗ nào bán về đào với về mai nhé. Khu bán đào bán mai ấy. Biết là làm ở đâu chứ đây là bạt ngàn với hoa cúc. Hay là ở Huế đấy. Dạ, ở tít dưới kia nữa à bác? Vâng, cảm ơn bác nhé. Dạ, dạ. Ở đến đây thì sau mà cái chỗ kia bán nhiều hoa cúc thì bây giờ mình đến đây là chỗ này bán nhiều loại hoa luôn nhỉ? Có này hoa gì thôi? Có này hoa cúc á? Đúng rồi, hoa cúc đấy. Cúc này hơi nhỏ tí, mình đi sang bên này đi.
Cái này như giống như kiểu hoa màu gà ấy nhỉ? Đúng không? Đúng màu gà nhỉ? Cúc nhỏ hay gọi là cúc gì ấy chị? Cúc nhỏ này gọi hoa cúc gì nhỉ? Mâm xôi à? À, cúc mâm xôi. Màu tím hồng. Hoa thực dược này. Hoa thực dược. Hoa thực dược. Ừ, cái cây đứng một mình ấy. Đấy, đấy là hoa thực dược ấy. Nhìn đẹp nhờ. Đúng rồi, ngày xưa bố mình cũng trồng ấy, lúc đấy mình cũng còn nhỏ lắm. Trồng nhưng mà con biết tên. Hoa thực dược. Đây thì đủ loại hoa luôn. Sao đứng có cái hoa này à? Nhìn quen nhỉ, tên hoa gì mà? Hoa cánh bướm. Không, sao nó còn tên khác nữa ấy. Nó còn có một tên hoa khác nữa mình quên rồi. Ừ. Cái này đúng là chợ xuân luôn á. Ồ, hoa mẹ thích kìa. Hoa đâu? Trong kia đấy á? Hoa hồng. Đấy có phải hồng không? Hoa hồng. Sao hồng gì nhìn to đấy. Lạ đấy. Ờ, hoa giả. Ờ. Hoa giả đấy hơn ạ. Nhưng mà đẹp ấy. Ừ. Nhìn đẹp nhỉ? Màu xanh kìa. Nhìn hoa giả nhưng mà giả nhưng mà nhìn như thật đấy nhỉ. Hoa lúc cầu là hồng này. Ờ. Ờ. Lúc cầu đó ta. Đi, đi tiếp mình xem vườn đào vườn mai đi. Đẹp quá vậy. Sao hoa hướng dương ở đây nó ấy quá ta. Mình chỉ thích hoa đồng tiền đấy. Ủa cái này hoa đồng tiền. Con tưởng thích, hoa hướng dương. Thích cả hai nghĩa của nó. Thích cả hai nghĩa của nó Sương ạ. Đồng tiền thì nó rất là nhiều màu. Đây này đầy chậu này. Cái này trồng rất là dễ sống nhá. Sao giống hoa hướng dương quá vậy? Ờ, cái này nó to hơn không? Hèn chi có mấy hậu, sao giống hoa hướng dương mà nó béo quá vậy? Hoa hướng dương. Đầu kia là bán hoa mai. Mình sẽ nhanh chân lại chỗ bán hoa mai xem thế nào. Để mình về không tối. Ở bên này là người ta bán ốc à? Ốc xào. Wow. Nhiều món thế nhỉ? Đây các đồ để treo móc khóa. Khắc trực tiếp bút lửa. Quất. Đây là mai này. Mình vẫn tò mò xem là cái giá cả mai ở Huế như thế nào. Đây là, bây giờ mình sẽ lan lại cái chỗ gian hàng mai đây để mình xem. Xem một cây sẽ có giá tầm bao nhiêu. Mai đây nó nở chưa hết sao? Cây này mới chơi được Tết được này. Đây là mai mà gọi là mai kép nè. Mai kép hả? Mai kép. Nhìn đủ đẹp hết nhỉ? Cô đang cắt tỉa trong này, mình vào đây thăm tí xem. Wow. Cây như này là bao nhiêu tiền đấy cô? Anh đi được 3. Giá? Triệu 3. Triệu 3, giá hợp lý nhỉ? Hợp lý nhỉ? Ở đây thực sự là rẻ hơn Hà Tĩnh quê mình ấy. Và cái xe của mình nhỏ quá. Nên là mình không có bỏ. Này xe nhỏ, nhỏ cột bởi bao. Xe của cháu mini lắm. Cháu quay chia sẻ tí cô nhá. Đây này, có những cái cây, những cây bonsai đây nữa này. Những cái cây bonsai đây cũng đẹp này, là chơi Tết là vừa đẹp này. Cây như này tầm bao nhiêu tiền hả cô? Ba cái là mấy bẻ. Một triệu đấy, là cây bonsai. Công nhận hoa ở đây. Thế đẹp nhỉ? Bông to này, bonsai này. Chị mới đã quay cái mâm xôi của em ngoài rất là đẹp. Đâu, cây mâm xôi đâu? Đây đây đây. Mình ra đây quay chia sẻ cây mâm xôi của chị xem nào. À thế à? Triệu rưỡi mấy người mà chưa bán à? Có một phương là chỉ có một cái thôi. Thế à? Mâm xôi gọi là mâm xôi mai có mấy à. Cây này triệu rưỡi mà chưa bán. Cái đi chủ chợ lá xanh nhỏ. À vâng, cháu chào chú nhá. Chú bán ở đây à hay đâu? Bán đây. Nhà chú bên này à? Không, mà chú mà anh đem trên nhà hết. À, cháu đang đi quay chia sẻ tham quan hoa mai Huế. Tham quan nói chung là mình. Vâng. Ra quay, đâu kéo. Cháu cảm ơn chú nhé. Đây là cái hoa mâm xôi mà chị nói là triệu rưỡi, à, giá triệu rưỡi là chưa bán đấy. Ừ. Đặc biệt một cây à? Vâng. Em quay chia sẻ lên YouTube. Đây là mai ở Huế mình trồng đây luôn à? À không phải à? Bình Định à? À rồi rồi, em cảm ơn em quay chia sẻ lên YouTube tí nhé. Mở cái mặt cứ hôi. Ở kia có cây nào đắt nhất ở chợ này là bao nhiêu hả cô? Ở chợ hoa này có cây nào đắt nhất là bao nhiêu cô biết không? Cháu đi cũng không biết à, cháu chỉ đi xem thôi ạ. Chứ nhà cháu xa quá. Cháu chỉ đi xem thôi chứ.
Không, cháu hôm nay chỉ đi quay ở đây thôi. Cái cây này bao nhiêu tiền đấy? Đẹp đấy nhỉ? Triệu là đẹp nhỉ? Bonsai này. Bonsai. Vâng. Đẹp nhỉ? Nhiều. Quá nhiều. Xe bon to là nữa. Vâng, chào chào cô nhé. Coi mày. Vâng, có biết bạn Sương không? Biết. Biết hết. Các bạn đến mua ủng hộ gian hàng Mai mấy gian này đầu tiên nhá. Cho các cô nhá. Ngay đối diện kinh thành Huế luôn. Nói chung là mình thấy giá cả hoa mai ở Huế là bán rẻ hơn ở Hà Tĩnh. Với các tỉnh từ bên ngoài đổ ra thì có thể là cái chi phí vận chuyển cao hơn đấy. Cho nên là sẽ là đắt hơn. Ui, cái cây này nhìn hoa này, bông hoa lở đẹp chưa này. Ui, này. Đây là hoa kép hả mẹ? Kép, sao biết là kép hay không? Lở đẹp thế nhỉ? Nhưng mà cây này mình đi vô nó đi đổ nhất kim mai đó. Đúng rồi. Là cái gì đó giá trị hơn. Giá trị hơn mai này đúng không? Nhà vườn hả? Đây là mai đơn đấy đúng không? Mình hiểu rồi. Bây giờ đã hiểu mai đơn và mai kép. Mai kép thì sẽ nhiều cánh hơn đúng không? Ui. Mà mấy gốc to thế chứ. Gốc như này bao nhiêu tiền đấy anh? 105 triệu nhá. Ở trong kia cũng có quay một số gốc rồi. Nhưng mà đây là những cái gốc này bày bán mà trực tiếp ngoài đường luôn. 105 triệu. Bên cạnh kia là bao nhiêu anh nhỉ? 85 à? 85 triệu. Đấy các bạn ạ. Đây là có, đây hình như là dãy này là đây có 3 cây này, 2 cây này là to nhất ở khu này. Một cây 105, cây này là 85 triệu. Em cảm ơn anh nhá. Mình ngủ trên cái góc ấy được luôn á. Bao la bạt ngàn luôn. Đây, kết hợp cả bà con đi chụp ảnh, còn mình thì đi quay phim. Em hỏi giá anh không mua có được không anh? Cây này là bao nhiêu tiền nhỉ? Cái này là 1.6 triệu. 1.6 triệu à? Đấy, thực sự là ở đây là bán giá rất là hợp lý luôn. Có vì là có bạn ở trong kia là gửi cho mình, tặng cho mình 2 cây rồi, nên là với lại mình xa nữa mình không mang được về, chứ ở đây là bán giá cực kỳ hợp lý. Đẹp quá. Nó cứ sao nó khác. Thế sao sao trong đấy lại mua lại đắt hơn à? Trong miền Nam á là cây mai á là cây gốc, cái gốc người ta ghép á. Ghép vô á. À. Cái nhánh vậy thôi. Nó khác bọt liền. À mà cũng mắc đẹp đấy. Đây, mình đi tiếp đi. Ra đây đúng rồi, cây mai. Đây à, chỉ người ta toàn là mai thế thôi. Chơi thế. Đây là thế này là gọi là thế long dáng đây. Đấy. Cái tượng trưng cho ôn hòa mềm mỏng nhưng rất oai phong và quyền lực. Ui giời. Thấy chưa? Đây là cái vườn này là toàn là mai thế thôi. Đây là thế tỉ muội, tức là hai chị em đấy nhỉ. Đẹp quá. Vâng. Một anh to con đi ai thì em hai cái. À. Đây cũng là thế long dáng. Thế phượng vũ. Quá nhiều thế luôn. Đây là thế bạc phong hồi đầu, thể hiện cho lòng bền, ý chí hiên ngang, không khuất phục. Thổi ngược tóc đằng sau ấy. Sao đào đây ít. Nhưng mà đào? Vẫn là oai phong trước gió. Đào ít lắm. Đấy, hai chú cháu thì vừa mới đi tham quan xong là mai rồi. Bây giờ là đến chỗ này là quất. Đây to hơn ở Biên Hòa. To hơn à? Vâng, thì trái nó to mà nó màu khác nữa. Quất hình như là đa số là chở ngoài Bắc vào ấy. Nên là ở trong đấy họ nên lấy nhỏ hơn và trong đấy giá nó sẽ cao hơn. Trái to màu nó không có giống bên Hòa. Mình cũng chưa rõ là trong miền Nam có trồng quất không? Trái thế lắm. Sương, trong miền Nam có trồng quất không? Không biết là trồng kiểu nào đem về. À đấy à? Thế chắc ngoài Bắc mang về mất. Ở đây khu vực này rất là ít đào. Người Huế hình như chơi mai nhiều hơn đấy. Chứ mình thấy ít đào lắm. Ở đầu kia mới có tí đào thôi. Mình sẽ thử hỏi thăm giá của đào như thế nào nữa. Đến đây là mình đến đào rồi. Ở đây thì đa số là chơi đào thế. Cái cây đào như này tầm bao nhiêu tiền nha em nhỉ? Trên 1 triệu à? Nói chung là cây nhỏ nhất thì là có giá khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Giá khoảng 5-700. 5-700 cho đến trên 1 triệu đúng không? Đây, cái cây này thì đang còn rất là nhiều nụ này nhỉ? Bao nở từ giờ đến Tết là thoải mái. Nở cho đến rằm tháng riêng luôn. Những cái lụ mà nhỏ nhỏ này này
là đến rằm tháng giêng mới nở này, với cái thời tiết này này. Còn những cái này là đến Tết là vừa đẹp luôn. Cảm ơn nhá, hỏi thăm tí. Bộ đồ con nhắm màu hoa đào á. Đến đây thì cũng gọi là đã tham quan được giá cả thị trường rồi, nhưng mà ở đây hình như là họ hay chơi cái giống đào này này. Ở ngoài quê mình thì sẽ có cả đào phai rồi đào ta nữa, rất là nhiều loại ấy. Thì hôm nay là mình cũng đi chia sẻ ngắn ngắn này. Bây giờ mình sẽ đưa mẹ con bạn Sương đi tham quan một số địa điểm nữa, thì các bạn có xem trên kênh của Bảo Hân Vlog nhé. Bây giờ là mình đã về đến đây là Tứ Hạ Huế, thì có một quán bún Huế mà Phạm Dũng và Diễm cũng ăn trên đường xuyên Việt về rồi. Cái quán này là Tú rất là hay ăn. Cho nên là hôm nay đưa hai mẹ con bạn Sương đến đây để ăn bún Huế. Đáng ra là ăn ở trong thành phố thì sẽ có một khẩu vị khác, nhưng mà đây cái chỗ quán này thì làm sát với quốc lộ 1A. Cũng các bác tài xe tải các thứ là hay ăn. Đây đi vào đây xem nồi lướt dùng đi, xem có khác ở trong miền Nam không. O ngai cho con một bát, hôm nay ăn bát hạng nhẹ thôi. Vâng, ăn bát 50 có bò nhá, sườn bò nhá, với chả nhá, với mộc nhá. Đấy. Hai mẹ con Sương thích ăn gì? Ăn ăn gì hả? Bát mà đặc biệt ở đây là 80-90 ấy. 80 đấy. Bát siêu to, khổng lồ luôn. Ăn ăn gì? Một xương hay là giò? Cái chả ở đây ngon lắm này. Xương với giò cả hai. Chả Huế ngon, chả bò ấy nhỉ? Ui, tô bún hơi bị nóng. Bảo Hân ăn một tô xương với giò. Xương với còn giò. Cho con một tô nhỏ giò, xương thôi. Giò heo á? Dạ. Xương bò với giò heo à Hân? Dạ. Rồi một tô xương bò giò heo. Còn một tô là xương không ạ? Một tô xương bò không à? Dạ. Ok. Ăn thử chả cua nữa đi Sương. Chả cua hả? Đây này, cái chả này ngon này. Cực kỳ xương ngon. Bò, chả. Ăn chả đi, thật đấy, giống như mình. Hai viên thôi. Ăn hai viên đấy thôi. Nhiều. Rồi ăn thử để biết. Ôi thơm rồi, thơm quá. Thơm chứ. Quán này thì đông ngon lắm. Chắc ngồi ngoài này cho sáng này. Mình ngồi ngoài nhá. Để con bê cho. Con giống vậy bê, vâng. Con bê con cũng hay làm đổ lắm nhưng mà không, một bé là chỉ có xương với lại giò heo thôi ạ. Rác ra đầu kia đi. Thế nào Sương thấy cái quán đây hấp dẫn không? Hấp dẫn, nhìn nồi nước dùng ngon lắm cả nhà. Thơm phức luôn nhỉ. Thơm. Hôm nay ấy, thực ra là tí nữa về nhà bạn Sương ấy là mình còn đang ăn thêm cơm tối nữa. Mình quay gọi là bây giờ ăn nhẹ nhẹ này thôi, chứ bình thường mình ăn đến đây là toàn bát 80 ngàn hết đấy. Hôm nay mình quay ăn rất là nhẹ rồi đấy. Bình thường là bát mà siêu to khổng lồ luôn. Đây là tô của bà, của mẹ này. Xương này xương bò quá ha. Đúng rồi, xương bò hết. Thơm quá. Đấy. Mà mình mời một viên chả cua nhá. Chả cua hả? Ừ. Đúng rồi. Vừa lấy là mình gọi là của mình xương bò hết mà người ta đưa khoanh giò rồi. Em là thích ăn rau, rau sống này này đó. Bảo Hân đang làm quay phim cho chú Tú một tí rồi bắt đầu là tí nữa rồi Bảo Hân vào ăn nhé cả nhà. Đấy. Nghe cái mùi là đã thèm rồi cả nhà. Mời bạn Sương thưởng thức đi, mời cả nhà nhé. Mời cả nhà ăn tối với lại em Sương với anh Tú nhé, thơm lắm. Đây, nước mắm đây nhìn cũng chất lượng này, ngâm toàn ớt này. Không? Nước này nó ngọt lắm anh Tú ơi. Thường thì mình sẽ là bỏ rau vào như này luôn, mình đúng cho nó chín, tái tái rau luôn ấy, mình thích ăn kiểu đấy. Thích ăn là cho tái rau luôn. Mình trộn như này luôn. Bảo Hân ăn sau nhé. Thôi mời cả nhà đi. Ngon quá. Cái rau sống ở Huế cũng chỉ là hay ăn kiểu này, cho nên nhà Sương cũng là làm, Sương cũng học theo ở quê ăn rau sống như vậy này. Mình là thường là đi qua đây là khi nào mình cũng ăn bún ở đây đấy bạn Sương ạ. Rồi. Mời anh Tú nhé. Rồi, Sương ăn đi. Ngon đấy. Vừa luôn này nhỉ. Vẫn như ngày nào ấy. Cái xương này rất là mềm. Bát 80.000 là rất là nhiều xương, nhiều thịt nhá, nhiều topping nhá. Bát là 80 đấy hả? Không, bát này 50 đó. Nhưng mà do là tí nữa mình về nhà ăn nên hôm nay mình ăn nhẹ, ăn thưởng thức. Dạ. Em thấy tô này cũng khá to đối so với em vậy đó. Cái đấy mềm nhỉ. Cái sườn bò mềm. Nó ra xương luôn rồi này. Mềm lắm, rút xương ra luôn đó.
công nhận. Cái bò này nó thơm, nó không có bị mùi bò hết. Ngon, cái này bò là sườn bò ấy. Cuối cùng là đi Huế là mình đã thưởng thức được cả bún Huế rồi. Trên kênh của gia đình nhà Sương thì hai mẹ con thưởng thức là bánh lọc, bánh lọc này. Bánh lọc, bánh nậm với lại cơm hến này nè. Bánh bèo này. Bánh mà hai mẹ con quay trên kênh của Bảo Hân Vlog. Quên mất không ăn chè nhỉ? Chưa ăn chè, nói chung là hôm nay cái tốc độ di chuyển của mấy anh em mình là hơi bị nhiều ấy. Đi nhiều nơi ấy. Ngon lắm. Mình thích ăn rau mà hơi tái tái. Đã chưa? Ừ. Đây là cục chả mà anh Tú bảo là ngon. Chả chả này chả cua hả? Đúng rồi. Để cắn thử miếng coi. Ăn thử đi Dương. Lần sau là nhớ ngay. Vàng. Ủa, thơm này. Ừ. Thơm. Khi mà Tú đã tư vấn là chuẩn. Ngon, là... ngon đúng không? Cái này mà nếu em ăn á, thêm miếng ớt vô. À, hơi cay đi đúng không? Đúng rồi, nó hơi heo đấy là ngon lắm. Cái này đúng rồi, cái này vẫn hơi ít vị cay vì họ làm đôi khi cho người ít ăn cay này. Cho trẻ con nữa, đúng không? Với lại, dạo này ăn cay quen rồi. Ăn cái gì cũng thích cay hết. Ngon nhỉ? Tự dưng chiều nay đi cũng nhiều rồi nha. Với lại trưa nay mình ăn theo kiểu là ăn nhẹ. Ăn nhẹ. Cho nên ăn giờ nó thấy ngon. Đúng là đi Huế mà không ăn bún Huế thì có lỗi với ẩm thực cả nhà. Ngon. Ấm bụng quá. Rồi, khoanh giò ấy cả nhà này. Đây là giò khoanh. Thường mà em ăn bún là em sẽ không cho thêm bất cứ gì hết, ngoài cho ớt không? À thế à? Ớt với rau chứ không có cho mình chanh. Ừ. Mình không thích cho chanh. Yeah. Chanh là tự dưng nó mất hết cái hương vị mà mình cái nồi bún đã có rồi nha. Tính ra hai anh em mình lâu lắm mới gặp lại hả? À, từ sau khi mình đi xuyên Việt cùng bếp trên bản là có khi là gần 2 tháng rồi. Tầm 2 tháng thì đấy, trên dưới 2 tháng thì đấy. Khá lâu rồi. Đấy các bạn xem này. Tú là ăn gần hết rồi. Ăn rất là nhanh luôn. Thì bây giờ là Tú cũng sẽ chuẩn bị là để dừng clip để cho Bảo Hân sẽ là trải nghiệm. Hôm nay thì rất vui là được gặp lại mẹ con bạn Sương rồi cùng nhau đi tham quan chợ hoa của Huế. Và bây giờ thì mình sẽ là di chuyển về Quảng Trị, đưa mẹ con bạn Sương đi về Hải Lăng nhỉ? Hải Quy, Hải Lăng. Hải Quy, Hải Lăng. Bây giờ Tú xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã yêu mến ủng hộ. Nhớ ủng hộ cho mẹ con bạn Sương là kênh Bảo Hân Vlog và kênh... kênh xe tải đã đổi tên lên nhỉ? À, dạ, đổi tên thành Sương Auto. Sương Auto. Sương Tân Quốc Tuấn. Sương Tân Quốc Tuấn. Rồi, Tú xin dừng video tại đây nhá. Chúc cả nhà là những ngày cuối năm đây thì đi đường an toàn và chuẩn bị đón Tết thì có một cái sức khỏe dồi dào. Tạm biệt cả nhà. Bye bye.